Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có sưu tầm được một số cái mẫu phôi dao của Nhật bãi nhé, phôi dao Nhật bãi. Rồi mấy cái loại này thì em cũng không biết là thép nó như thế nào đâu, thì thấy hay thì em lấy về thôi. Còn tìm hiểu thì sơ sơ thì thấy mấy bác cứ và Damakut thì về 90-10 gì đấy, em không rành lắm nhá. Cái này cũng có van đây này, đó. Nhưng mà hơi mờ đấy. Cái này thì tất cả đây là đều chưa có mài, chưa đánh bóng gì đâu nhé. Nên là các bác nào có muốn xem vân các thứ là không có đâu nhé. Rồi sau đây thì em sẽ đi theo chi tiết từng cái mẫu dao. Rồi cái máy dao đầu tiên thì là cái kiểu như dao thái, dao gọt hoa quả đây, cong cong này. Đó. Mũi dao. Dao thì dài 18 cm, 10 đấy, 15 16 gì đây. Ở đó thôi. Từ đầu đến đuôi thì dài 25. Đó. Dao này thì được mài sơ cái lưỡi rồi, chúng ta được mài sơ một nước lưỡi rồi. Về thì mình chạy mài lại thôi, làm cán tùy theo ý thích của các bác thôi. Đó. Là đẹp nha. Dao này là dao Nhật bãi nha, dao Nhật bãi, thép của Nhật bãi thì các bác biết rồi đấy, cũng khá là chất lượng, độ bền, độ dẻo, dai và độ cứng của nó đều tốt cả nha. Thường thì dao Nhật nó rất nhiều lớp cho các bác. Rồi, cái mã này là mã D1 60k một cái nha. Rồi giờ đến mã D2 nha. Cái loại này là dao bản này, mình có chặt thịt gà gì đây, em không rành lắm đâu, mà mình tùy mục đích sử dụng thôi. Còn cái này là chưa có mài lưỡi nhé, nước một thì chưa có mài nhé. Về các bác chế cháo sao các bác chế cháo nhé. Này. Nhìn cái sống lưng của nó này, rất là nhiều lớp này đó. Này tương đối nặng một chút. Mã D2 100k. Cái phôi này thì em không biết thép nó như thế nào mà cũng không rành. Thứ hai là em cứ nặng nặng tiền thôi. Thép thì chất liệu tốt cả, thép bãi và Nhật nha. Đó. Cái này thì còn nguyên bản thế này nhá, chưa sơ chế gì cả. Về các bác, mỗi bác có một ý tưởng tượng sáng tạo riêng nhá, các bác tự sơ chế điêu khắc gì thì tùy các bác nha. Đó. Ngày này thì sưu tầm về mình nói chung là để cho vui thôi. Nhiều khi là dao có sẵn rồi thì mình không thích đâu, em cũng thích phải chế cháo một tí cho nó thời gian mình có mà. Rất nhiều lớp này, thời gian mình có mình tự chế cháo đi cho nó nguyên bản riêng của mình. Rồi. Con này thì bản rộng hơn, dao kiểu như dao bầu chọc tiếp theo này. Mã D3 này thì nặng hơn 120k, 120k nhé. À, đo cho bác mấy cái bác coi cái độ dài của mấy cái con này trước đã, quên đấy. Rồi. 23 cm nhé, tổng thể là 25 nhé, bản dài 3,5 phân. Đó. Độ dày của nó, độ dày con này thì cỡ khoảng độ hơn 2 mm một xíu, hơn 2 ly một xíu nhé. Con này cũng thế, độ dày cũng khoảng
cần vali này bản nó năm nhé, năm hơn tí. Là cái loại dao cũng mẫu dài 22, tổng thể lưỡi là 13 nhé. Con này chưa mài bén nhé, để các bác tự sơ chế tự mài nhé. Chưa đánh bóng, con này chắc là kiểu đánh bóng vân đam cút gì đây. Em xem sợ thôi, tại vì ra gặp thấy hay thì em lấy về thôi, không có nhiều chỗ có những cái này. Hồi nguyên gốc chứ. Rồi. Con này à, quên. Mã D4. K nha các bác. 60k. Rồi. Giờ là đến con nhỏ nhỏ này. Con này thì em nhìn là em đất kết con này. Dù thì quảng cáo cho vui thôi, em để giá đây, nhưng mà nếu bác nào không lấy thì em thì giữ lại. Rất là đẹp, nhỏ gọn, ngọt táo, táo và hoa quả. Em thích dùng thì ngọt táo này. Về làm thêm cái tay cầm hình thù đẹp đẹp tí là sẽ rất là ok. Con này là em xí phần trước nhé, đang là không lấy là em để em xài D5 50k. Rồi. Theo là một con dao, dao này dùng dao lọc đây. Lọc cá ba sa, cá ngừ gì đó. Đó. Độ dẻo dai của nó rất là ghê, thép Nhật khác không bảo gì. Này, khi làm lưỡi câu cũng được, uốn làm lưỡi câu cũng được. Này chưa được mài bén nha các bạn, độ dài của nó thì rơi vào tầm cỡ nghĩa là 30 nhé, tổng thể là 34. Có cán đồng hoàng. Lưỡi thì cũng mỏng thôi. Này hai. Còn nguyên nhá, đây còn mới nhé. Con này là mã D6. Ba trăm năm mươi k. Con này độ dài của nó, độ dài bao nhiêu đây, 33, lưỡi thì là 28. Bản của nó thì chỉ tầm khoảng 1,5 ly thôi. 1 ly 8, 8 gần 2 ly, ao gần 2 phân, phân 8. Lưỡi chưa đánh bóng nhé, các bác về tự thiết kế. Rồi, cái này nó còn ghi đây, Stanes Japan gì đấy đây. Thực sự thì mấy cái hãng hay là cái gì đây em cũng không rành lắm đâu. Đó. À, con này thì không biết mục đích nó để sử dụng làm gì đâu. Các bác nào thấy nó hợp lý thì mình tham khảo thôi. Con này là mã D7. D7 70k nhé. Một con nó
giống như là cái con bên này, nhưng mà nó ngắn hơn một chút và bảng nó rộng hơn một chút. Đó. Thế thôi. Này thì mã D8. Hai con nặng nhau. Rồi, cũng 120k luôn nhé. Dài ngày chưa được mài, chưa đánh bóng gì đâu. Con này thì nó cũng tương tự như mấy con này thôi, độ dài này. Mười sáu, tổng thể là dài 18, 17. Đó. Này thì cán nó dài hơn. Cái dao này mà ra nó làm cái gì đây? Ok đi. Đó. Bác thấy hay thì bác ủng hộ thôi. Con này là mã D9. Em thì bán theo cân nặng thôi. Con này tuy nó nhỏ nhưng mà cán nó dài nên là nó cũng rất là nặng. D9 100k. Tiếp theo là cái con này. Dao này thì dài 15, tổng thể dài 27. Phôi dao này cán nó dài, bảng ngang của nó thì rơi vào tầm cỡ 3 cm nhé. Xem chưa mà thì đánh bóng nhé, chưa còn lưỡi nhé. Con dao này thì đang làm bếp được đây, vẫn là tốt đây. Người bạn thái hành thái tỏi gì đây đây cũng được, tùy mục đích sử dụng các bác nha. Con này là mã D10. Trăm ca luôn nha. À thôi, con này nó nhẹ hơn kia 90. Đó, rất thoải mái các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Bác nào thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ em nha. Chào tạm biệt các bác.